Messi cầu xin Pep Guardiola cho anh gia nhập Man City. Một cuốn sách mới tiết lộ cách Lionel Messi cầu xin Pep Guardiola cho anh chuyển đến Man City trước khi M10 nhận được phản ứng tàn bạo từ ông thầy của người Tây Ban Nha. Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Sun Sport Anh hôm nay ngày 30 tháng 11. Pep Guardiola đã lên tiếng cảnh báo cậu học trò cũ Lionel Messi về thời tiết ở Anh khi thảo luận về một thỏa thuận chuyển nhượng tiềm năng. Sun Sport đưa tin, Lionel Messi được cho là đã gặp Pep Guardiola bàn về việc gia nhập Manchester City vào năm 2020. Huyền thoại 36 tuổi người Argentina đã có cuộc gặp với Pep Guardiola một năm trước khi hợp đồng của Messi với Barcelona kết thúc. Messi cuối cùng đã ký hợp đồng với PSG khi hết hợp đồng với Barca, nhưng nhà vô địch World Cup 2022 người Argentina từng có khoảng thời gian thảo luận với Man City về một vụ chuyển nhượng. Một cuốn sách mới có tên Chúa Cứu Pep được viết bởi Marci Veranau đã tiết lộ điều này. Cuốn sách viết, Lionel Messi đã nhắn tin cho người bạn thân Sergio Aguero và hỏi huấn luyện viên Pep Guardiola dự định ở lại Man City trong bao lâu. Điều đó dẫn đến việc Messi tiếp tục liên lạc với Pep Guardiola và họ đã lên lịch về cuộc gặp riêng với Messi tại nhà của anh ở Barca. Lionel Messi được kể về những buổi tập khắc nghiệt ở Man City và anh cũng được cảnh báo về thời tiết mưa nhiều ở Anh. Tác giả cuốn sách Chúa Cứu Pep, Marci Veranau, từng được phép tiếp cận Pep Guardiola phía sau hậu trường để viết sách. Cuốn sách viết, Pep Guardiola nói, ở Manchester, chúng tôi tập luyện rất chăm chỉ và tôi nói chuyện rất lâu về chiến thuật. Có thể cậu, Messi, sẽ thấy chán. Nhưng Lionel Messi vẫn muốn gia nhập Man City khi anh cầu xin Pep Guardiola, tôi sẽ tập luyện chăm chỉ, tôi không lo lắng, tôi sẽ chịu đựng mọi việc ông muốn tôi làm. Điều đó dường như không đủ thuyết phục Pep Guardiola đồng ý tái hợp cùng Lionel Messi ở Premier League. Pep Guardiola đã trả lời, Leo, chúng ta đã già rồi, có lẽ chúng ta không thể chịu đựng được nhau nữa. Pep Guardiola vẫn ở lại Man City từ đó đến nay và giành cú ăn ba lịch sử gồm Champions League, Premier League và FA Cup ở mùa giải trước. Trong khi đó, Lionel Messi chỉ ở lại PSG 2 mùa giải, giành 2 chức vô địch League 1 trước khi anh đến Mỹ chơi bóng cho Inter Miami vào tháng 7. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.